Con người Việt theo như truyện Kiều, chữ tài đi với chữ tai một vần. Nhưng mà nếu chúng ta biết lấy cái đức làm nền tảng, thì có đức thì tự nhiên là đức chứa đầy kim đủ cả tài năng. Mà một người tài đức viên mãn và quy y. Và vào giờ này để cho chúng ta chính thức thọ giới trong đời thường, thì toàn thể chúng ta đồng quỳ lên để thọ trì năm giới bằng ngôn ngữ Pali, rồi sau đó chúng ta hành trì. Toàn thể chúng ta đồng lặp lại bằng ngôn ngữ Pali để thọ trì giới như sau: Ba na ve ram si ka ba dang si ka ba dang sa ma di ya mi sa ma di ya mi adinna dana Veramani Veramani Sikabadam Sikabadam Samadhiyami Samadhiyami Kamesu Kamesu Michachara Michachara Veramani Veramani Sikabadam Samadhiyami Musavada Veramani Sikabada Samadhiyami Suramiraja Machapamadatana Veramani Sikabadam Samadhiyami. Chúng ta lạy xuống một lạy, rồi lặp lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt để thọ trì năm giới. Môn nhìn giới cấm sáng xanh, giới cấm sáng xanh, những ngày chay lặng không đành giết ăn, thú kia chẳng đoạn mạng căn, tránh xa nhiều kiếp thù hằng trái oan, chúng ta lại xuống một lại. Hai nhìn giới cấm vàng thắm,